Xin chào các bạn đã đến với kênh tin tức Bitcoin 247, nơi cập nhật những thông tin và những nhận định của các chuyên gia hàng đầu thế giới về thị trường crypto. Mình là người cung cấp thông tin và sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về đầu tư cho các bạn. Tham gia vào thị trường crypto có rủi ro rất cao, các bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Các bạn có thể đăng ký tài khoản trên sàn Binance để mua Bitcoin và các oncoin với mức phí giao dịch được giảm 10% trọn đời. Link đăng ký các bạn có thể xem ở phần mô tả. Và thông tin hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn đó là nhận định của Bloomberg về thị trường Bitcoin. Theo Bloomberg, viễn cảnh về việc giá Bitcoin đạt 288.000 đô la sau đợt halving tiếp theo vẫn đang diễn ra và đang đi đúng hướng. Cho những bạn chưa biết thì cứ sau 4 năm, đồng Bitcoin sẽ trải qua một sự kiện gọi là Bitcoin halving. Đây là một sự kiện được trông chờ của cộng đồng tiền điện tử vì khi ấy block reward sẽ giảm và có khả năng khiến giá Bitcoin tăng. Và chúng ta đang ở trong đợt Bitcoin halving số 4 từ năm 2020 đến năm 2024 sẽ có 1.312.500 Bitcoin được tạo ra, tức là trung bình cứ mỗi 10 phút sẽ chỉ còn 6,25 Bitcoin được đào ra, và con số này sẽ còn ít hơn vào năm 2025. Chính vì vậy, sự khan hiếm của Bitcoin sẽ là động lực để thúc đẩy giá của Bitcoin tăng cao hơn nữa trong tương lai. Và theo nhà phân tích Plan B thì Bitcoin vẫn có thể đạt mức giá trung bình là 288.000 đô la trong 3 năm tới. Nhà phân tích này tự tin cho biết như vậy sau khi giá Bitcoin giảm 7% vào ngày 12 tháng 6. Bên cạnh một biểu đồ mô tả Bitcoin sẽ trở thành vàng kỹ thuật số, Blambi còn đặc biệt tin tưởng vào tương lai của Bitcoin, mặc dù thất bại trong việc bứt phá trên 40.000 đô la trong tuần này. Như Coin Telegraph đã báo cáo, mối quan tâm từ các nhà giao dịch và các nguồn bên ngoài đã gia tăng trong tuần qua, hầu hết đều tập trung vào khả năng giá Bitcoin sẽ điều chỉnh sâu hơn nữa, thậm chí là 2.000 đô la tất cả đều tin tưởng rằng giá Bitcoin trong tương lai sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tôi sẽ thực sự ngạc nhiên nếu Bitcoin không chạm vào dòng mô hình Stock to Flow màu đen trong giai đoạn này. Bất kể sự biến động hiện tại, các chấm màu xanh lục vàng và xanh lam sẽ cao hơn nhiều so với các chấm màu cam đỏ. Sự bất ngờ như vậy sẽ cung cấp một bài kiểm tra nghiêm túc cho mô hình. Đến nay đã lập biểu đồ tăng trưởng của Bitcoin với độ chính xác rất cao. Đỉnh 288.000 đô la đề cập đến giá trị trung bình được gọi theo phép lập tài sản chéo giữa các nguồn Stock to Flow và Bitcoin được đánh giá là có một con át chủ bài tăng giá. Theo chuyên gia Mike McLean, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, ông đã bày tỏ tâm trạng lạc quan vào tương lai của Bitcoin, mặc dù giá đã giảm một nửa từ đỉnh. Bitcoin sẽ tăng giá lên 100.000 đô. Nguồn cung của Bitcoin bị cắt giảm sẽ là động lực chính để Bitcoin tăng giá.